chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, ăn ở phúc phần. Tổ tiên phù hộ, từ 45 tuổi trở đi phát tài cực mạnh, số mệnh giàu sang phú quý, đổi đời giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thân mến, mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, các nhà tiên tri nhận định rằng, từ tuổi 45 trở đi tuổi Tân Dậu sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp. Nhưng liệu bản mệnh có thể nắm bắt được hay không thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng cũng kèm theo đó là rủi ro, đòi hỏi sự chăm chỉ, dù khó hay dễ, nếu không cố thì sẽ chẳng bao giờ có sự đổi thay. Máu, mồ hôi và nước mắt là nhiên liệu để ta cháy hết mình cho những gì mà ta mong mỏi. Cổ nhân quan niệm rằng, thời vận không thông thì mưu cầu vô ích, cho thấy, có thể xem được mệnh đoán vận, nhưng vẫn phải tuân theo đúng luật vận trình đời người, phận quốc gia của dân tộc. Hết thảy sự tình trong cuộc sống đều chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên, đó mới là vận số đích thực, bởi vì mỗi người đều có số mệnh riêng. Bởi phận chưa đến thì khó mà đạt được, nếu cưỡng cầu, phá vỡ các quy luật tự nhiên thì chỉ chuốc lấy đau khổ. Dẫu biết rằng, cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời dùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày, nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Chính vì vậy, ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đoán lành, tránh dữ. Theo hé lộ mới nhất của giới tử vi cổ học phương Đông, trong số 12 con giáp, có thể tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nghèo khổ, đen đủi vận hạn triền miên khi còn trẻ, đã có lúc những tưởng con giáp này sẽ rơi vào bế tắc, số phận nghèo khổ suốt đời, nhục nhã một kiếp. Nhưng từ lúc biết được bí quyết cải mệnh từ cao như xưa, sẽ là lúc để Tân Dậu đón nhận thiên mệnh, khiến vận mệnh xoay chuyển bất ngờ. Được Phật trời độ mệnh, mọi chuyện khổ nạn trước kia đều tiêu tan, đặc biệt là từ 45 tuổi trở đi, tuổi Tân Dậu không những thay đổi vận mệnh, thậm chí có người còn đổi đời giàu có, trả hết sạch nợ nần, ôm tiền tỷ nhét chật két, xây nhà lầu, tậu xe sang, nắm trong tay bạc vàng lóa mắt, khiến cả thiên hạ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy, vận trình của cuộc đời người tuổi Tân Dậu 1981 theo luận giải mới nhất sẽ diễn biến ra sao? Bản mệnh cần phải làm gì để được Phật độ, đón lành tránh dữ, đón lấy bình an trong những năm tháng tới? Thì ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng kênh Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm ngay trong video ngay sau đây. Người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tức là tuổi con gà, xương con gà, tướng tinh con chó, bản mệnh thuộc cung Cấn. Trực mãn mạng thạch lựu, mộc gỗ cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà Thanh Đế, cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con chó sói. Thạch lựu mộc có nghĩa là cây lựu đá, trong đó thạch là đá, lục là cây lựu, còn mộc chính là cây gỗ, mệnh thạch lựu mộc chính là mệnh cây lựu đá, hay còn được gọi cách đơn giản là gỗ cây lựu. Những người này mang các nét tính cách chung của người mệnh mộc, đó là ôn hòa, bình tĩnh, hiền lành nhân ái và hướng thiện. Họ biết cảm thông và chia sẻ với người khác, thích làm những điều tốt đẹp, suy nghĩ mọi việc thấu đáo, sâu sắc, cứng rắn trong các quyết định, nói là làm, nghị lực. Cốt cách con người họ ít ai sánh bằng, nội lực mạnh mẽ, họ chăm chỉ làm việc, thực hiện mục tiêu đến cùng, bằng sự kiên trì, nhẫn nại. Tân Dậu là người nhanh nhẹn, tháo giác, linh hoạt, phản ứng nhanh với các tình huống, có khả năng giao tiếp, giỏi hoạt bát, có khả năng thấu hiểu. Họ nổi tiếng với phẩm chất nhân hậu, có tấm lòng cao cả vì luôn biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ cho những người khác. Vì vậy mà họ luôn nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ và quý mến từ bạn bè, người thân. Tân Dậu là người đa tài, giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp, nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ không biết nên tập trung vào thế mạnh nào của mình.
là người giàu trí tiến thủ. Họ giỏi thích nghi, không ngừng dương cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loại cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá khô cằn, nên có sức sống mãnh liệt, phi thường để có thể thích nghi, tồn tại được. Họ là người có đặc điểm nổi bật là biết vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Sau đó bản lĩnh của họ rất cao, luôn hy vọng với cuộc sống. Họ tự tin vào bản thân và luôn tràn đầy niềm yêu đời. Những người này có điểm yếu là tính khí nóng nảy, thế nhưng họ làm gì cũng rõ ràng và minh bạch, thích sự đơn giản, mộc mạc. Trong 12 con giáp, gà được coi là loài động vật nhạy cảm với ánh sáng mặt trời nhất. Vì vậy, người Tân Dậu cũng được trang bị sự thông minh, nhanh trí, niềm đam mê học hỏi và tinh thần cạnh tranh. Đồng thời, họ còn có trái tim ấm áp, sẵn sàng chống lại bất công và bảo vệ người thân yêu. Tuy nhiên, không ít Tân Dậu lại không thể duy trì điều này mà thường bị chi phối bởi tính cố chấp, bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cả công việc và tình duyên. Tân Dậu có trí tưởng tượng đa dạng và sự sáng tạo phong phú. Họ thường mang tới những ý tưởng và khái niệm độc đáo, giúp họ khéo léo giải quyết những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể bị lạc hướng hoặc phản ứng quá mức. Hành động như vậy thường xuyên sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn, thậm chí là phá hỏng các mối quan hệ mà họ đã tận tâm xây dựng. Tài năng quan sát cùng với hoài bão lớn về cuộc sống là điều tạo nên bản chất của họ. Mặc dù sau khi trải qua thất bại, sự thất vọng có thể làm họ mất niềm tin trong một thời gian, Tân Dậu thường không thích dựa dẫm vào người khác và họ luôn giữ thái độ thẳng thắn. Tính độc lập cũng là một đặc điểm đáng quý của Tân Dậu. Họ thường có tinh thần độc lập và ưa tự quyết định về cuộc sống của mình. Họ mang trong mình ý thức vững chắc về giá trị bản thân và lòng tự trọng, không muốn người khác can thiệp hay chỉ dạy họ. Một trong những điều đặc biệt làm nên thương hiệu của tuổi Tân Dậu đó là khả năng quan sát nhạy bén, giỏi nhìn thấu tâm can người khác. Bất kể đối mặt với tình huống nào, họ đều có khả năng tìm ra cách ứng phó một cách thông minh và hiệu quả so với những tuổi khác. Tân Dậu có một loại năng lực tiên đoán mà hiếm khi ai có thể sánh bằng. Đúng hơn, loại năng lực này là khả năng nhìn xa, trông rộng, quan sát nhạy bén và nắm bắt tâm lý người khác một cách sâu sắc. Tầm nhìn này có thể giúp họ đạt được nhiều thành tựu lớn. Nếu biết khai thác một cách chính xác và trong thời gian thích hợp, có lẽ chính vì điều này, họ thường mang một vẻ tự tin và tính kiêu hãnh. Tuy nhiên, dưới vẻ bề ngoài đó, họ luôn có khả năng giữ vững tâm thế bên trong, đồng thuận lợi đạt được thành công. Sự khôn ngoan của Tân Dậu thể hiện ở chỗ họ thường sử dụng những phẩm chất tích cực khác để bù đắp cho những điểm yếu của mình. Mặc dù điều này đã trở thành đặc điểm nổi tiếng của Tân Dậu, nhưng không phải ai cũng sở hữu phẩm chất này. Về cơ bản, Tân Dậu mang hai kiểu tính cách, một là nóng nảy và thích thảo luận, còn một khía cạnh khác là sâu sắc và tinh tế trong việc nhạy bén, nắm bắt tâm trạng của đối phương. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với một khía cạnh tiêu cực của tính cách khi họ thường thích gây gổ với người khác. Tình trạng này thường xuất phát từ việc họ muốn thể hiện tri thức và kiến thức sâu rộng của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Người Tân Dậu có bản chất đầy nhiệt huyết trong cái cách họ tham gia vào cuộc sống xã hội. Họ tỏ ra năng động, sẵn sàng bàn luận về mọi vấn đề mọi lúc và thúc đẩy sự tranh luận, thậm chí còn khiến họ phấn khích hơn. Họ thường thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng và ủng hộ quan điểm của họ. Nếu ai muốn khẩu chiến bằng lý lẽ với họ về một vấn đề thường sẽ gặp khó khăn, vì Tân Dậu thường dễ dàng rơi vào việc phê phán quá mức. Ngoài ra, Tân Dậu còn sở hữu trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo. Họ luôn nghĩ ra những sáng kiến hay, ý tưởng độc đáo nào đó. Tất cả những điều này giúp họ giải quyết thành công các vấn đề phức tạp. Tân Dậu thích lập kế hoạch mọi thứ một cách cẩn thận, thay vì tập trung vào những vấn đề ngay trước mắt như nhiều người khác. Khả năng này đúng là đáng ngưỡng mộ đối với những người khác. Tuy nhiên, với Tân Dậu, điều này không phải lúc nào cũng mang tính tích cực, vì như đã đề cập, họ không thể chấp nhận việc bị người khác chi phối hoặc can thiệp vào cuộc sống của mình. Bởi dù sao, đằng sau sự độc lập đó là trái tim mềm yếu, cũng dễ bị tổn thương, và họ đã quen gánh vác những vụn vặt của cuộc đời một mình. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tạo sự gắn kết hoặc hòa hợp với người tuổi Tân Dậu, điều này có thể tạo ra khoảng cách lớn giữa hai bạn. Tuy nhiên, may mắn là mối quan hệ của bạn với người tuổi Tân Dậu không phải lúc nào cũng bị cản trở bởi khoảng cách này. Miễn là bạn có sự kiên nhẫn và tôn trọng đối tác của mình và sẵn sàng học hỏi từ họ, bạn sẽ chiếm được sự tin tưởng của người tuổi Tân Dậu thành công. Tử vi trọn đời tuổi Tân Dậu nữ mệnh cho thấy,
Nữ mệnh có năng lượng kép từ hành kim nên sẽ đặt ra rất nhiều áp lực cho bản thân cũng như người khác. Đề cao cái tôi cá nhân nên họ sẽ có xu hướng tìm những người biết lắng nghe, thấu hiểu mình. Nữ mệnh tuổi này là người có cá tính mạnh mẽ và kiên định với suy nghĩ của mình, không biết dựa dẫm vào bất kỳ ai mà đều tự mình vươn tới. Đây cũng là tuýp người say mê công việc, làm gì cũng phải tính toán và khắt khe để ý. Với họ thì gia đình bao giờ cũng là quan trọng nhất, vì thế những điều mà họ cố gắng suy cho cùng cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Họ thường là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ cũng là người ngay thẳng, chính trực, không để ý quá về câu chữ. Do vậy, nên nhiều khi cách họ nói có thể khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản chất của họ có một chút gì đó vô cùng lạnh lùng và hung hăng, sẽ khiến cho vấn đề tình yêu trở nên khó khăn. Theo tử vi trọn đời thì nữ mệnh là người có số sướng. Từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình có nhiều của cải, cuộc sống sung túc hơn những bạn bè khác. Bước vào giai đoạn lập nghiệp có đôi chút khó khăn, nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ. Hoạn nạn thì có bạn bè sẻ chia. Về sau khi đã có gia đình, cũng được chồng con yêu thương hết mực, vợ chồng hòa thuận. Đến già, tài lộc càng về sau càng dư dả, sung túc đến lúc cuối đời. Nhìn chung, nữ mệnh Tân Dậu là người có vận mệnh tốt, cả về trung vận và hậu vận gặp nhiều sự may mắn, dễ dàng lập nghiệp, thành công hơn người, cả cuộc đời không băn khoăn gì về tiền bạc. Nên thọ mệnh của người tuổi này này dự đoán kéo dài từ 70 đến 80 tuổi. Nếu ăn ở biết thẳng ngay, hành thiện tích đức thì niên thọ sẽ tăng, còn không sẽ giảm đi. Tử vi trọn đời tuổi Tân Dậu nam mệnh cho thấy, nam Tân Dậu là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ là người có bản tính trung thực, không quan tâm đến câu chữ sau đó mà có thể gây khó chịu về người nghe, về lời ăn, tiếng nói của bản thân. Đặc trưng trong tính cách của họ chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cũng như chút hăng trong bản tính là trở ngại lớn nhất trong tình yêu của nam Tân Dậu. Đa phần nam Tân Dậu là những người có cuộc sống sung túc từ nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập hay hoang phí, nhưng lại có trí tiến thủ. Nam Tân Dậu là người làm ra nhiều tiền nhưng hoang phí, nên sẽ phải gặp tình trạng túng quẫn bất ngờ, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nếu biết cách tiết kiệm, hạ thấp cái tôi của mình xuống thì hậu vận mới mong có được cuộc sống an nhàn. Công danh thì có khi lên cao, khi xuống thấp, chỉ được đánh giá ở mức trung bình mà thôi, không dư giả quá nhiều, gia đạo không mấy ôn hòa, tình ruột thì không được son sắc và thắm thiết. Vì Phật độ mệnh cho tuổi Tân Dậu là Phật Bất Động Minh Vương, Ngài tượng trưng cho lý trí, trí tuệ, Ngài sẽ thầm lặng đi theo bảo vệ giúp cho người tuổi Tân Dậu phân biệt phải trái, đúng sai, nắm bắt cơ hội đến với mình, sử dụng trí tuệ để ứng phó với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh có được sự thành công, gia đình hạnh phúc. Vậy, trong vận trình cuộc đời của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, từ 45 tuổi sẽ biến động như thế nào qua từng giai đoạn thăng trầm của cuộc sống? Xem tử vi trọn đời từ năm 44 tuổi, cuộc sống có nhiều điều hay, ý đẹp, đến tuổi 45, con cái thành công, mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, giai đoạn này cũng không có nhiều biến cố lớn. Năm 46 và 47 tuổi có nhiều niềm vui, cuộc sống, công việc tốt đẹp. Đến năm 48 tuổi nên chú ý đến sức khỏe, cần duy trì thể dục thể thao, bồi bổ cơ thể có được tình trạng tốt nhất. Sang năm 50 tuổi, cuộc sống được đánh giá là an nhàn và có nhiều niềm vui đưa đến từ vấn đề con cái. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, theo tử vi trọn đời tuổi Tân Dậu sinh thì từ năm 51 đến năm 53 tuổi gia đình êm ấm, con cái hiếu thảo, công việc có nhiều sự may mắn. Đến năm 54 và 55 tuổi, tình cảm vợ chồng bền chặt, cuộc sống an vui, hạnh phúc. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, khi xem tử vi tuổi Tân Dậu trọn đời có thể thấy rằng đây là giai đoạn không có nhiều sự biến động. Bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Năm 56 và 57 tuổi nên chú ý về vấn đề cơ thể hơn. Đến năm 58 và 59 tuổi không nên lo nghĩ hay phiền muộn, hãy giữ cho mình một tinh thần lạc quan, yêu đời. Từ năm 60 tuổi trở đi, đây là quãng thời gian mà tuổi Tân Dậu được hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn, không còn phải lo nghĩ về cuộc đời hay chuyện công danh, sự nghiệp nữa. Hãy nên để lại mọi thứ cho con cháu và an hưởng tuổi già. Đây là quãng thời gian mà tuổi này nên ở bên gia đình, con cháu nhiều hơn, để có thể được hưởng phúc phần từ con cháu. Đây là lúc bản mệnh cũng đã thông tỏ mọi chuyện, từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi thăng hồ hiểm hóc,
thật thật, giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi và đắng cay, thiện và ác, họ đều đã kinh qua, đều đã từng nếm trải, dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất cả đều in hằn trong tim bao trải nghiệm. Thông thường khi ở độ tuổi ngoài lục tuần, con cái gần như ở độ tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm, bản mệnh đã có thể tích lũy được khoản tiền để làm chỗ dựa lúc về già hay để hỗ trợ con cái khi chúng kết hôn. Bước qua tuổi 60, thể trạng của nhiều người giảm sút, chẳng hạn xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi ở độ tuổi 20 hay 30. Sức khỏe chính là nền tảng của mọi thứ, có sức khỏe là có tất cả. Ngược lại, sức khỏe kém đi là dấu hiệu xui xẻo tìm đến ở tuổi già. Chính vì vậy mà từ thời gian này trở đi, tuổi Tân Dậu nên gạt bỏ hết những tranh đấu vất vả, vật lộn giữa cuộc sống đi và dành thời gian chăm sóc cho bản thân, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Dậu mang mệnh ngũ hành thuộc thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó, cả một tương lai tươi sáng chờ bạn phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tuổi Tân Dậu mệnh mộc được quý nhân luôn ở bên mình, nên chẳng điều gì có thể cản trở được bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong đợi. Tuy nhiên thành công rồi, trở nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu rồi. Con giáp này nên luôn tự nhắc bản thân để không phạm phải sai lầm. Xét phương diện tài lộc, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vận tài lộc Tân Dậu mệnh mộc chẳng tầm thường. Cuộc đời người này sống trong nhung lụa, tài lộc phần nhiều do chính tay bạn tạo ra. Một điểm nổi bật của con giáp này là biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay Dậu thổ sẽ nghĩ cách để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở. Tính cách con giáp này thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt, làm quen với những người bạn mới, biết cách đối nhân xử thế, biết cách lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như trong cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì khi khó khăn ập tới. Biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Dậu có dấu hiệu đi xuống, bản mệnh không đủ quan tâm tới những thay đổi của cơ thể. Những người này bận rộn, lơ là việc ăn uống đúng giờ, từ đó mới phát sinh nhiều bệnh khác nhau. Bệnh thường thấy nhất của con giáp tuổi Dậu liên quan tới dạ dày. Thời điểm này dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế bản mệnh và hết sức cẩn trọng với các vấn đề liên quan tới bộ phận này. Xét phương diện tình duyên, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Nam giới tuổi Dậu phóng khoáng, cởi mở, yêu tự do, yêu cầu sự tự do và bình đẳng tuyệt đối trong tình yêu. Họ quan niệm hai người yêu nhau phải giữ lòng tự tôn, tôn trọng nhất định, không được chê bai, mắng mỏ đối phương. Bản thân họ cũng tuyệt đối tránh làm điều này. Nữ giới tuổi Tân Dậu khá can trường, dũng cảm, cũng rất chủ động trong chuyện tình cảm. Khi cần, họ sẽ nhẹ nhàng, nữ tính, thể hiện hết mọi nét quyến rũ của mình. Họ không chấp nhận chuyện đối phương đòi hỏi gò bó theo khuôn phép. Khi kết hôn, họ là người đảm đang và biết dung dáng cho gia đình. Sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Tân Dậu 1981, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết lập xuân, vạn vật tươi sinh, đất trời tươi mới. Cũng nhờ thế mà người tuổi Tân Dậu sinh tháng này tinh thần sảng khoái, biết tiến, biết lùi, lại ưa tự do, tuổi thọ khá cao. Cuộc đời của người này chuyện cơm ăn áo mặc không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt, đa phần là người có tuổi thọ cao. Họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân. Sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần, tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc. Tiền vận có phần vất vả,
Nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp, họ sống hòa thuận, hạnh phúc cùng cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, mọi người yêu thương quan tâm và chăm sóc cho nhau. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, là lúc dạng vật tốt tươi. Người tuổi này tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa, thông minh, đỉnh ngộ. Xem vận mệnh của người này ta thấy rằng họ là những người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng, biết nhiều. Họ rất ham học, chỉ là người tài nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều. Họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng điểm lỗi học tài thi phận, chỉ tới khi về già mới dùng được kiến thức của mình. Họ khá cô độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng những người tầm thường. Tuy nhiên, họ đi theo con đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh. Người tuổi này thông minh vốn sẵn ý trời, linh hoạt và giỏi giang, tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc, cả đời vinh hoa. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Họ gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài nên dễ thăng tiến trên quan lộ. Họ được lục thân nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, vinh danh tiên tổ. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm là tiết lập hạ, xem tử vi trọn đời. Người tuổi này có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, tính tình đa sầu, đa cảm, khá cao ngạo. Cuộc đời gặp nhiều trắc trở, người này khó có thể làm nên đại nghiệp. Mặc dù có khả năng tổ chức tốt và có nhiều tham vọng, có thể do tính cách cứng nhắc, tự kiêu, không xem ai ra gì, nên họ khó giành được cảm tình của mọi người. Tổ nghiệp tuy có nhưng không quá lớn, sự nghiệp đều do mình tự tay gây dựng. Tài hoa hơn người nên họ có đủ năng lực để làm việc đó. Tài lộc kém sắc, người này lại ưa mạo hiểm nên hậu vận hung cát khó lường. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng. Người tuổi này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý, tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn, nhưng cơ bản công danh của người này không tồi. Tài năng được trọng dụng, vận trình của họ thăng trầm bất định khi sa cơ lỡ vận, có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ. Tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bị thất bại, may nửa đời sau có bạn bè quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp dần ổn định, song không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc, đủ đầy, tuy nhiên vận trình không được tốt lắm. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử, tiết trời nắng nóng. Người tuổi này vì thế cuộc đời bôn ba, vất vả, khó có được ngày an hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi này khó tìm được sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp khó khăn trăm bề, gian nan đủ điều mới có thể phát triển ổn định. Cuộc đời họ gặp phải nhiều biến cố, điều này khiến họ giành được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh, có nghị lực phi thường, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh, song cuộc đời của người tuổi này lại vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc, an nhàn suốt cả cuộc đời. Tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ, anh em giúp sức, vợ chồng hòa thuận giúp cho tuổi Tân Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Người này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Người này có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ giúp, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy, thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ. Người này thông minh, lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí, cuộc đời sau này vinh hoa, phú quý, được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 8 âm lịch mang tới cho người tuổi Tân Dậu nhiều tin vui, khi mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực, địa vị, đều có được nhiều người ngưỡng vọng. Tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, nhưng người này dựa vào chính sức mình mà làm nên. Là người chăm chỉ, cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có trí lớn, ham học,
con người lại không ngại khó, ngại khổ. Trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước, gặp dữ cũng quá lành. Sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch tức là tiết bạch lộ, cuộc sống sung túc, tự do, thoải mái, không chịu bó buộc, tài vận hanh thông, tình duyên dưỡng sắc. Người này tuy không được nhiều gia sản cha ông để lại, nhưng gia ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Người này tính tình cương nghị, cứng rắn, có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm nên khá độc đoán. Có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi này có thể bình thản sống hết đời, không cần lý tưởng, cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều. Họ không thích chuyện học hành, mọi chuyện trên đời mặc kệ bèo dạt mây trôi, trời cho sao thì biết vậy. Sự nghiệp chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến tuổi trung niên mới được an nhàn sống cuộc sống mình muốn. Họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm ăn, áo mặc là tốt, sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết đại tuyết, người này có tài, có sức, thông minh, nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu, song hiểm nổi tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân, chỉ dựa vào chính sức mình để lập nghiệp, nên có lúc cảm thấy cô đơn mệt mỏi, muốn buông xuôi, sẽ gặp tranh chấp về tài sản hay gặp chuyện xấu, dẫn tới phá tài, sự nghiệp nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu 1981 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn, người tuổi này cả đời vất vả, bôn ba vì mưu cầu danh lợi. Tuy rằng cuối cùng cũng được thỏa nguyện, sống giàu sang sung túc, song chưa chắc đã được hưởng thụ những gì xứng đáng thuộc về mình. Người này cơ trí thông minh, tài hoa hơn người, nhưng không dựa được vào gia đình, anh em cũng khó khăn, mọi chuyện phải dựa vào chính mình nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại, tính tình thẳng thắn, cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp, nên được nhiều người người quý mến. Trung niên đến, vẫn có khả năng gặp tai họa, tuổi già phúc lộc đủ đầy. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên, để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Tiếp theo đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tháp Giang Xương. Tháp Giang Xương mang trong mình khả năng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển trí tuệ và kiến thức, hình dạng tháp 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng, thể hiện sự phát triển vững chắc và tiến lên đỉnh vinh quang, phản ánh tinh thần của người mang mệnh thiên thượng quả. Tháp Giang Xương không chỉ tạo ra một không gian thích hợp để phát triển tri thức, mà còn thể hiện tinh thần của sự dũng cảm và nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Tân Dậu, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Tân Dậu, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng, với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm. Người tuổi Tân Dậu có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại,
tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thư Cốc Ba Chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Tân Dậu thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Tân Dậu. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Tân Dậu để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là nguồn năng lượng, giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn, cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá. Quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Long quy. Tượng Long quy với hình tượng rồng mình rùa là một biểu tượng phong thủy có ý nghĩa đặc biệt. Tượng Long quy không chỉ đơn thuần là một vật trang trí, mà còn mang trong mình những tác động mạnh mẽ trong việc hóa giải khí và mang lại vinh hoa phú quý. Với hình ảnh đầu rồng rùa, biểu tượng Long quy tượng trưng cho sự kết hợp giữa sức mạnh và sự bền bỉ. Rồng là biểu tượng của sức mạnh, phong thái dương giả, trong khi biểu tượng rùa cho sự bền bỉ chiến đấu và sự ổn định. Sự hợp nhất này mang lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ và cân bằng cho người sở hữu. Tượng Long quy đứng trên núi Tiền Giang, biểu tượng cho tài lộc và thịnh vượng. Sự hiện diện của những biểu tượng này mang lại hoạt động hóa giải tà khí và tạo ra năng lượng tích cực, giúp mang lại may mắn, thành công trong cuộc sống và công việc. Cây tài lộc. Cây tài lộc bằng đá thạch anh đã trở thành vật phẩm phong thủy độc đáo, được rất nhiều người ưa chuộng để đặt trên bàn làm việc. Không chỉ có giá trị phong thủy cao, vật phẩm này còn thể hiện sự tinh tế và sang trọng, hoàn hảo cho không gian làm việc hiện đại. Dù có thiết kế đơn giản, nhưng cây tài lộc luôn tỏa sáng rực rỡ, phú quý, thịnh vượng, mang đến may mắn về tiền bạc và danh vọng. Nguồn năng lượng dồi dào từ đá thạch anh giúp kích hoạt dương khí trong không gian, thu hút tiền tài và may mắn. Điều này có thể đóng góp phần cải thiện cả khía cạnh công việc và sức khỏe của người sử dụng. Năng lượng tích cực từ thạch anh giúp tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, đồng thời giúp cải thiện tinh thần, làm cho đầu óc luôn minh mẫn và tỉnh táo, tập trung vào công việc và phát huy tối đa năng lực, sẽ giúp người sử dụng đạt được những mục tiêu đề ra. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.